cách chữa ngủ ngáy chỉ với 5.000 đồng. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh An Tâm Sống Khỏe. Quý vị thân mến, quý vị có bị ngáy hay bị mất ngủ vì những người thân xung quanh mắc chứng ngủ ngáy hay không ạ? Ngủ ngáy là một tình trạng phổ biến, có thể ảnh hưởng đến bất cứ ai và hiện tượng này phổ biến hơn ở nam giới và những người thừa cân. Người ngủ ngáy phát ra tiếng ngáy gây khó chịu cho những người xung quanh, đôi khi còn có tác động tiêu cực tới cuộc sống vợ chồng. Tuy nhiên, nguy hại thật sự đáng lo ngại là sức khỏe người mắc bệnh ngủ ngáy. Hậu quả của việc ngủ ngáy là bộ não không được nghỉ ngơi hoàn toàn sau một ngày dài hoạt động, khiến người bệnh trở nên bần thần, mệt mỏi. Nghiêm trọng hơn là sóng điện não bị xáo trộn, làm người bệnh giảm trí nhớ, năng suất làm việc, mệt mỏi, khó tập trung và ngủ gật vào ban ngày. Vậy tại sao bạn bị ngáy khi ngủ? Có những cách nào để chữa bệnh ngủ ngáy? Đừng bỏ qua video ngày hôm nay quý vị nhé! An Tâm Sống Khỏe sẽ chia sẻ những bí quyết giúp cho người ngủ ngáy chữa được dứt điểm căn bệnh này chỉ bằng cách thay đổi một vài thói quen nhỏ và vài nguyên liệu rẻ tiền sẵn có ngay trong nhà. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thứ nhất, cách chữa ngủ ngáy với tỏi. Tỏi được sử dụng để điều trị bệnh lý như bệnh tim, huyết áp cao, cholesterol cao và ngăn ngừa ung thư. Bên cạnh đó, tỏi còn có hiệu quả cao trong việc giảm tích tụ các chất nhầy trong mũi và giảm viêm hệ thống hô hấp. Do đó, nếu bạn ngáy do tắc nghẽn xoang, tỏi có thể mang lại hiệu quả cao trong việc khắc phục ngáy. Để chữa ngáy ngủ, bạn có thể nhai hay tép tỏi sau đó uống một ly nước ấm, thực hiện phương pháp trước khi đi ngủ để có giấc ngủ sâu và không ngáy. Tuy nhiên, không nên lạm dụng tỏi để chữa ngủ ngáy, ăn quá nhiều tỏi có thể dẫn đến kích ứng và gây tổn thương hệ thống tiêu hóa. Bên cạnh đó, một số người có thể bị dị ứng với tỏi, gây nóng trong người, nổi mề đay hoặc đau đầu. Sau đó, nếu nhận thấy các tác dụng, cần ngưng sử dụng ngay và chọn cách khắc phục khác. Thứ hai, chữa ngủ ngáy bằng bột nghệ. Hiệu quả sau một tuần đối với người ngủ ngáy nhẹ. Bột nghệ có tác dụng khử trùng, giảm tắc nghẽn và làm sạch khiến mũi thông thoáng, dễ thở. Cách thực hiện như sau, bạn dùng khoảng từ 1 đến 2 muỗng cà phê bột nghệ pha với sữa nóng và sử dụng mỗi ngày sẽ giúp bạn giảm ngủ ngáy. Phương pháp này thường chỉ áp dụng với những người bị ngáy nhẹ, với những người bị ngáy thâm niên sẽ không có tác dụng hoặc tác dụng rất hạn chế. Thứ ba, sử dụng gối ngủ thích hợp. Các chất trong gối ngủ và phòng ngủ có thể khiến bạn bị dị ứng, tạo ra âm thanh khi ngáy. Ngoài ra, đôi khi các mạt bụi tích tụ trong gối, lông thú cưng trên giường cũng có thể kích thích nhẹ hệ thống hô hấp và dẫn đến ngáy. Do đó, hãy thay thế gối ngủ trong 6 tháng một lần như một mẹo để chữa ngủ ngáy hiệu quả. Ngoài ra, giữ thú cưng tránh khỏi phòng ngủ để tránh việc lông thú cưng hoặc các loại bọ ký sinh trùng trên lông thú. Bên cạnh đó, cần cẩn thận, cân nhắc trước khi chọn các loại gối chống ngáy ngủ. Các loại gối này có thể nâng đỡ đầu và khắc phục các vấn đề về đường hô hấp. Tuy nhiên, bạn có thể bị đau cổ nếu ngủ với loại gối này. Thứ tư, hết ngủ ngáy nhờ sử dụng trà bạc hà. Đây là cách chữa bệnh ngủ ngáy dân gian, hiệu quả và được nhiều người áp dụng. Bạc hà có các đặc tính chống viêm, có thể làm giảm sưng trong màng niêm mạc cổ họng và mũi. Do đó, sử dụng bạc hà trước khi đi ngủ có thể giúp bạn có nhịp thở dễ dàng và thuận lợi hơn. Bạn có thể cho một vài giọt tinh dầu bạc hà vào một cốc nước ấm, sau đó dùng nước này để súc miệng và cổ họng trước khi đi ngủ. Tuy nhiên, bạn nên nhớ là không được nuốt dung dịch này để tránh gây ảnh hưởng đến dạ dày. Ngoài ra, uống trà bạc hà hoặc xoa một ít dầu bạc hà vào cổ, phần dưới mũi cũng là một cách trị bệnh ngủ ngáy hiệu quả. Thứ năm, thay đổi tư thế ngủ. Có khoảng 60% người nằm ngửa để ngủ và cho rằng tư thế này tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nằm ngửa khiến cho lưỡi và vòm miệng mềm có thể sụp xuống phía sau thành của cổ họng. Điều này có thể dẫn đến âm thanh rung và ngáy trong khi ngủ. Trong trường hợp này, nằm nghiêng có thể là cách trị ngủ ngáy hiệu quả và đơn giản nhất. Để hỗ trợ việc nằm nghiêng khi ngủ, bạn có thể sử dụng một chiếc gối dày cao để hỗ trợ cải thiện giấc ngủ. Ngoài ra, đặt một gối phía sau lưng cũng là một cách hạn chế ngáy ngủ. Bên cạnh đó, bạn có thể nâng cao đầu giường để ngăn ngừa không khí lưu thông và hạn chế ngáy ngủ. Tuy nhiên, điều này có thể gây đau cổ. Thứ sáu, cách trị bệnh ngủ ngáy bằng cây tầm ma. Tinh dầu trong cây tầm ma có chứa chất khoáng histamine và đặc tính chống viêm, do đó sử dụng trà nước hãm tầm ma có thể làm thông thoáng đường mũi viêm và ngăn ngừa tình trạng khó thở, nghẹt mũi do dị ứng, viêm xoang. Để chữa ngáy ngủ bằng tầm ma, bạn có thể sử dụng từ 3 đến 4 tách trà tầm ma mỗi ngày. Nếu sử dụng lá tầm ma khô, bạn có thể dùng từ 2 đến 4 gam để pha trà và uống 3 lần mỗi ngày. Nếu sử dụng chiết xuất rễ cây tầm ma, bạn nên tiêu thụ 1,5ml mỗi lần, 3 lần mỗi ngày. Tuy nhiên, nếu phụ nữ mang thai thì không nên uống hoặc sử dụng trà chiết xuất tầm ma. Tầm ma có thể làm thay đổi chu kỳ kinh nguyệt và khả năng sảy thai. Hơn nữa, bệnh nhân có các bệnh lý về thận, rối loạn tim mạch, ung thư hoặc rối loạn hormone nên trao đổi với bác sĩ chuyên môn trước khi sử dụng cây tầm ma để chữa mất ngủ. Thứ bảy, cách chữa ngủ ngáy bằng dầu ô liu.
Dầu ô liu có thể ngăn ngừa béo phì, bệnh tim mạch, tình trạng huyết áp cao, điều trị tiểu đường và thay thế dầu động thực vật trong các công thức nấu ăn. Bên cạnh đó, dầu ô liu có đặc tính chống viêm, có thể làm dịu các mô bên trong hệ thống hô hấp, làm giảm sưng và hỗ trợ lưu thông không khí trong đường hô hấp. Hơn thế nữa, sử dụng dầu ô liu cũng hỗ trợ giảm đau nhức, hạn chế các cơn rung bên trong cổ họng và giúp bạn ngừng ngáy khi ngủ. Để sử dụng dầu ô liu như một mẹo chữa ngủ ngáy, bạn chỉ cần uống từ 2 đến 3 ngụm dầu ô liu trước khi đi ngủ mỗi ngày. Nếu không chịu được hương vị của dầu ô liu, bạn có thể cho thêm một thìa mật ong nguyên chất để cải thiện mùi vị. Thứ 8. Cách trị bệnh ngủ ngáy bằng thảo quả. Thảo quả là một loại thảo dược được ứng dụng để làm gia tăng hương vị cho món ăn. Tuy nhiên, thảo quả có thể cho vào trà để an thần và hỗ trợ giấc ngủ. Nhiều nghiên cứu cho thấy tinh dầu trong thảo quả có chứa các thành phần hóa học như boron, terpenin, eosinophil và limonene và một số lợi ích nhất định cho sức khỏe. Cụ thể, thảo quả được sử dụng như là giải pháp hỗ trợ tắc nghẽn trong xoang và ngực. Điều này có thể làm thông mũi, giúp mũi giãn nở và mang lại hiệu quả cao trong việc chữa ngáy và nghẹt mũi. Để chữa ngủ ngáy tại nhà với thảo quả, bạn có thể cho thảo quả vào trà dùng để uống hoặc pha thêm nửa muỗng bạch đầu khấu để tăng hiệu quả. Uống trà thảo quả trước khi đi ngủ 30 phút để đạt được hiệu quả tốt nhất quý vị nhé. Thứ 9. Trà hoa cúc chữa ngủ ngáy. Hoa cúc là một loại thảo mộc được sử dụng trong nhiều thế kỷ để trị nhiều vấn đề về sức khỏe. Hoa cúc được sử dụng để điều trị những khó chịu ở dạ dày, giúp bạn có một giấc ngủ ngon hơn, sâu hơn. Ngoài ra, hoa cúc cũng được cho là có thể khắc phục chứng ngáy ngủ một cách hiệu quả. Hoa cúc có đặc tính chống viêm, có thể giúp các cơ bắp và dây thần kinh trong cổ họng thư giãn. Điều này sẽ giúp bạn ngủ ngon hơn và hạn chế tình trạng rung các dây thần kinh ngáy. Để trị ngủ ngáy tại nhà đơn giản với hoa cúc, bạn có thể sử dụng một cốc trà hoa cúc trước khi đi ngủ, cho thêm mật ong để tăng hương vị và tác dụng chữa ngủ ngáy. Tuy nhiên, một số người có thể bị dị ứng với phấn hoa cúc, do đó nếu bạn có tiền sử dị ứng, đặc biệt là dị ứng với hoa, thì cần cẩn thận khi sử dụng phương pháp này. Thưa quý vị, nếu ngủ ngáy là bệnh lý gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của những người xung quanh, thì bệnh mất ngủ là một trong những bệnh lý nặng nhất gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người bệnh. Mất ngủ thường có hệ lụy kéo dài như rối loạn tâm trạng, khó khăn về nhận thức, buồn ngủ ban ngày, mệt mỏi, cơ thể lúc nào cũng rệu rã, thiếu năng lượng. Giải pháp dành cho bạn sẽ nằm ngay trong phần tiếp theo của video. Không cần phải trằn trọc mỗi đêm, không cần phải dùng bất cứ loại thuốc an thần nào, mất ngủ 10 năm cũng có thể ngủ ngon chỉ trong vòng 1 phút nếu bạn làm theo cách này. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thứ nhất, tập thể dục thường xuyên giúp trị mất ngủ hiệu quả. Tập thể dục cũng là một cách trị mất ngủ hiệu quả và giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ hơn. Tuy nhiên, các bài tập chỉ phát huy tối đa hiệu quả nếu bạn duy trì thường xuyên và cách giấc ngủ khoảng từ 4 đến 5 tiếng. Nếu bạn không có đủ điều kiện và thời gian ra ngoài tập thể dục, thì bạn có thể chọn mua loại đệm có độ nâng đỡ tốt để thực hiện các bài tập yoga đơn giản tại giường. Chỉ với vài thao tác đơn giản là gõ tìm kiếm trên YouTube là bạn có thể thấy rất nhiều video hướng dẫn chi tiết. Thứ hai, ăn trước khi đi ngủ từ 2 đến 3 giờ. Ăn hoặc uống quá nhiều trước khi đi ngủ có thể làm cho bạn cảm thấy không thoải mái khi ngủ. Ngoài ra, thức ăn cay sẽ gây ra chứng ợ nóng, khiến bạn khó có được giấc ngủ như ý. Nếu bạn đã chót ăn quá no thì hãy đi bộ nhẹ nhàng xung quanh. Hoặc bạn có thể sử dụng ruột gối tựa, ngồi nghỉ và lưu ý là không được nằm nghỉ. Bởi vì nếu bạn nằm ngay sau khi ăn no sẽ tạo áp lực lên vùng bụng và bao tử, chỉ khiến bạn khó chịu hơn mà thôi. Thứ ba, ngâm chân bằng nước ấm. Bạn vận động cả ngày khiến đôi chân chịu áp lực rất lớn. Chính vì vậy, buổi tối trước khi đi ngủ hãy dành khoảng từ 15 đến 20 phút để chăm sóc đôi chân bằng việc ngâm chân bằng nước ấm có pha muối, gừng, trà, đều rất dễ thực hiện nhưng lại mang lại hiệu quả cao, vừa giúp bạn thư giãn, có tinh thần sảng khoái, lại vừa mang đến cho bạn một giấc ngủ ngon. Và đừng quên massage nhẹ nhàng đôi chân sau khi ngâm để mạch máu lưu thông tốt hơn nữa. Bạn cảm thấy dễ chịu và ngủ ngon hơn, sâu giấc hơn. Thứ tư, không gian ngủ dễ chịu, yên tĩnh. Không gian phòng ngủ mát mẻ, yên tĩnh cũng là một yếu tố đảm bảo cho bạn có một giấc ngủ ngon. Ngoài ra, bạn cũng có thể điều chỉnh ánh sáng khi cần thiết để giấc ngủ được thoải mái và không bị gián đoạn. Bạn hãy lựa chọn đệm ngủ êm ái và mềm mại để tạo sự thư giãn tốt nhất trong mỗi giấc ngủ. Bên cạnh đó, bạn cũng đừng quên vệ sinh giường ngủ sạch sẽ, thơm tho để tránh mầm bệnh phát sinh quý vị nhé. Thưa quý vị, trên đây là những cách giúp bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ, không gặp phải tình trạng mất ngủ gây nhiều hệ lụy tới sức khỏe. Nếu bạn duy trì được giấc ngủ tốt thường xuyên, thì đây còn là biện pháp góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe rất hiệu quả. Ông bà ta thường có câu, ăn được ngủ được là tiên mà. Chúc các bạn áp dụng thành công. Còn bây giờ, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau.